với sự tham gia của các diễn viên Sa Dật trong vai Hùng Hùng, Lưu Tuấn Triết trong vai Hùng Duy Ly, Lý Giai Hàn trong vai Vu Dũng, Lý Kim Minh trong vai Đào Ngân Tử, Lương Gia Nhân trong vai Lão Đào, Hồ Khả trong vai Đào Kim Tử và một số diễn viên khác. Nhà sản xuất Lưu Văn Vũ, tổng đạo diễn Mạch Quán Chi. Bộ phim Ông Bố Vô Địch. Tập 18. Thời gian này, hai đứa ở trước mặt Tiểu Vi và ba của cô ấy hay giả vờ rằng đây là nhà của chú, hiểu chưa? Con biết rồi, con biết rồi. Chuyện này quá thú vị đó. Chuyện này liên quan gì tới cậu chứ? Cậu thích thú làm gì? Có liên quan chứ. Tiểu Vi hay đến nhà chúng ta ha. Đến lúc đó người khác hỏi con đây là nhà của ai thì con đừng làm lộ chuyện của chú nha. Chú ơi, vậy bọn con giúp chú diễn kịch thì có lợi ích gì? Câu hỏi này hay đó. Vậy đi, nếu các con giúp chú chuyện này mà thành công, chú sẽ mời các con ăn nhiều món ngon. Gà rán nha. Mẹ, đều ăn đến phát ngán rồi. Vậy thì dẫn các con tới khu vui chơi. Yeah. Còn điều gì tốt hơn không chú? Hay là chú rút ít máu của cơ thể mình mua vé đi công viên Hải Dương nha. Yeah. Nói lời phải giữ lấy lời. Được rồi, giữ lời mà. Nói lời phải giữ lấy lời. Nè mọi người, Hùng Hùng mời mọi người uống trà chiều nè. Nè nè nè, mỗi người một cảm phần nha. Ai cũng có phần hết. Cảm ơn, cảm ơn. Lão Phạm, Phạm Kiến, cho cậu nè, cà phê, hamburger. Ăn đi, mỗi ngày nên ăn một bữa đói, một bữa no thì mới phải chứ. Cậu đang xem cái gì vậy? Đây là mỗi ngày đều thấy cậu nhìn vào đó chăm chú 24 tiếng không rời. Rốt cuộc là cái gì? Cậu mau trả lời đi. Đừng nói với ai đó. Là hệ thống giám sát. Giám sát? Giám sát cái gì? Đây không phải giúp người sao? Mỗi ngày tới công ty chỉ giữ mỗi máy tính, không phải xem phim, thì cũng là nói chuyện riêng trên mạng thôi. Tổng giám đốc Lý để tôi thiết lập hệ thống. Bây giờ công ty có hơn 20 chiếc máy quay, quay 360 độ không sót góc nào. Vậy chỗ phòng vệ sinh cậu có giám sát không? Vũ Nam, em ăn cơm chưa? Em đợi anh chút, anh sẽ đi tìm em. Chúng ta đi ăn nha. Anh có chuyện muốn thương lượng với em. Được. Lý Hữu Vi tên khốn này, quả nhiên là có lắp giám sát ở phòng vệ sinh của công ty. Được, không phải cậu thích xem lắm mà. Lần này tôi sẽ để cậu cùng lộ diện. Tên khốn kiếp, biến thái. Tìm tôi có chuyện gì, mau nói đi, buổi chiều tôi còn có cuộc họp nữa. Không có chuyện gì là không thể hẹn em ra đây uống cà phê sao hả? Được được rồi, chủ tịch Khương gọi tới, hỏi anh chuyện sắp xếp vị trí cho Hùng Hùng. Anh biết chắc thế nào em cũng nói giúp cho anh ta mà. Anh sẽ không nói với chủ tịch Khương chuyện này nữa, anh muốn trực tiếp nói với em. Tính cách chủ tịch Khương thế nào anh còn không biết. Nếu như người ông ấy không để ý, ai nói cũng vô dụng thôi. Đúng, mặc dù Hùng Hùng vừa mới trở lại công ty, nhưng tâm trạng của anh ta cũng chưa điều chỉnh tốt. Oán hận quá nặng, giận dỗi quá sâu, lại không có lòng biết ơn. Vũ Nam mà, chuyện này em tính sắp xếp ra sao đây? Hay là anh giao cho anh ta một nhiệm vụ, nếu như có thể hoàn thành trong thời gian quy định thì coi như thông qua, nếu không hoàn thành thì sau này rất khó dùng đó. Lý Hữu Vi, anh cảm thấy tôi sẽ chuyển những lời anh nói tới cho chủ tịch Khương sao? Cho dù em có nói hay không thì báo cáo cũng gửi đi rồi. Nếu Hùng Hùng là người tài thì Lý Hữu Vi anh chắc chắn sẽ không làm khó được anh ta đâu. Ngay từ khi bắt đầu anh ta không thể làm tốt, anh cảm thấy chủ tịch Khương cũng không giữ anh ta lại đâu. Em thấy anh nói vậy đúng không? Được, ý của anh tôi cũng đã hiểu. Nói thì cũng nói xong rồi,
chút đồ tráng miệng này của anh tôi ăn không nổi. Tôi có thể đi chứ? Ê khoan đã, chúng ta nói chuyện thêm chút nữa đi. Nè đừng đi. Động tác này hơi mạnh, mọi người có thấy vậy không? Mắc cười thiệt. Wow. Trời, buồn cười ghê luôn. Không ngờ luôn. Làm gì vậy hả? Là ai làm? Rốt cuộc chuyện này là do ai làm? Tôi làm đó. Tôi tải đoạn phim này từ máy tính của cậu xuống. Muốn phạt thì phạt một mình tôi. Bọn họ không liên quan gì hết. Mọi người ra ngoài trước đi. Mọi người ra ngoài hết đi. Được lắm Hùng Hùng. Hả? Tôi sao? Anh muốn xử phạt tôi cũng được. Nguyên tắc của tôi chính là mỗi ngày đều có niềm vui, mỗi ngày đều có hạnh phúc, vui vẻ ra đi, không vướng bận điều gì hết. Được. Xem ra anh đã chuẩn bị từ trước. Thì giờ anh đi khỏi đây đi. Tôi không muốn giữ anh lại nữa. Đi. Ai muốn đi hả? Ừ? À, chủ tịch Khương. Hôm nay ở đại sảnh mọi người đều bàn tán xôn xao, gây mất trật tự. Hùng Hùng, là anh làm sao? Là tôi làm đó. Đúng là không ra gì. Chủ tịch à, chuyện này à, tôi chấp nhận gánh vác trách nhiệm. Ông đuổi tôi cũng được, kêu tôi từ chức cũng được. Tôi vui vẻ ra đi, không vướng bận điều gì hết. Anh Lý Hồ Vy, cậu làm cái gì vậy? Trong nhà vệ sinh mà cậu giám sát, cậu muốn chuốc lấy phiền phức sao? Đúng. Tại tôi, tự tôi chuốc lấy. Cậu mau đi đi, mau gỡ xuống hết cho tôi. Cậu đừng có nói nhiều nữa, hả? Đúng là trò hề. Được, để tôi gỡ. Hùng Hùng à, tôi nghe nói Lý Hữu Vy muốn làm khó anh, khiến anh không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ờ, chủ tịch Khương à, chuyện này tôi có thể giải thích đó. Ôi, cậu không cần giải thích. Tôi biết, một người nếu như có tài năng thì có thể hoàn thành nhiệm vụ dù gặp khó khăn. Nhưng mà Hùng Hùng à, bây giờ anh cũng dưới quyền quản lý của Hữu Vy. Phận là cấp dưới, phải học cách nghe lời lãnh đạo. Nếu không sao quản lý được công ty? Được rồi, chuyện hôm nay coi như giải quyết xong. Hùng Hùng, việc mà anh phải làm cứ tiếp tục làm đi hả? Cứ về đi. Đi đi, còn mấy ngày nữa thôi đó, lo mà nắm bắt đi. Hùng Hùng à, cần tôi giúp gì không? Để tôi giúp anh. Anh Hùng à, giám đốc đoàn kêu chúng tôi qua xem có thể giúp gì được cho anh không? Đúng đó anh Hùng. Không cần đâu, chuyện đó tôi tự làm được mà. Mọi người cũng bận mà. Lòng tốt của mọi người tôi xin nhận. Không được anh Hùng ơi. Đúng dù vậy. Sao cũng là chút chuyện vặt, ai làm cũng vậy thôi. Để mọi đúng người vậy cũng đó, đúng vậy đó. Đúng vậy đó. Vòng 2 ngày giải quyết xong không? Xong. Đúng vậy đó. Đúng vậy đó. Cậy vào mọi người nha. Được rồi. Không vướng bận. Không vướng bận. Ba, hôm nay ba vui lắm sao? Đúng vậy. Có phải ba gặp chuyện gì vui không? Đúng vậy. Chuyện vui gì vậy? Chuyện này à, để ba ví dụ cho con nha. Ví dụ con đang đi trên đường tới trường, bỗng nhiên nhặt được một viên kim cương biến hình mà con vô cùng yêu thích. Có phải rất vui không? Tất nhiên là chuyện vui rồi. Có điều, theo như lời của ba nói, nhặt được là phải giao cho chú cảnh sát chứ. Trừ phi tự nhiên ba mua một cái giống vậy. Đúng cho vậy, con. Đúng vậy, ý của ba chính là như vậy. Ba muốn mua robot cho con thiệt hả? Ba mua robot cho con làm cái gì chứ? Ba chỉ đơn giản ví dụ như vậy thôi. Còn tưởng là ba mua robot cho con nữa. Thiệt tình à. Hả? Vậy rồi hả? Nè nè, anh thay đồ nhanh đi. Tiểu Vy với ba cô ấy sắp tới rồi. Tôi cũng đã thay đồ cho ông Hinh. Cậu cũng bày vẽ thiệt ha. Giúp tôi đi, mau thay đồ đi. Hợp tác chút nha hả? À, phải rồi, dì của con đâu? Dì con nói ra ngoài mua rượu chuẩn bị tiếp khách. Dù sao cô ấy không có ở đây cũng tốt mà. Được thôi, hôm nay tâm trạng cũng chúng tốt. Chúng ta hợp tác một chút đi. Hợp tác một chút thay đồ nhanh đi. Tôi phải đón khách nữa. Thay nhanh đó, nhanh nha.
Ba, có phải lát nữa chúng ta diễn kịch cho họ không? Không sai, cứ chờ đi, chuyện vui sắp tới rồi, đi thôi. Ba à, cuối cùng bà cũng tới. Ai là ba của cậu chứ? À, bác trai à, con đợi bác mấy tháng rồi, bó hoa này con tặng cho bác đó. Căn nhà cũng được lắm đó, giá cho cũng không thấp đâu ha. Dạ phải, người bình thường không mua nổi đâu. Tuổi còn trẻ mà cũng có thể mua được căn nhà như vậy, coi ra cũng có chút thành tựu đó. Bác trai đúng là có mắt nhìn người. Con cũng tạm thôi, hậu bối còn hổ thẹn lắm. Anh học nói mấy lời chơi chữ từ khi nào vậy hả? Trước giờ là anh nói với luôn có trình độ mà. Bầu không khí sao mà ngột ngạt quá vậy? Có như bị nguyên thủ quốc gia tới khám xét. Ba, con sắp thở không nổi nữa rồi. Con ráng chịu đi, sau này á ba sẽ tăng tiền thuê nhà lên gấp đôi. Phải rồi, ba, ba nghĩ chú Vu Dũng có thành công không nhở? Cái đó phải xem duyên số của cậu ấy. Ba thấy bạn gái của cậu ấy cũng được đúng lắm. Đúng vậy, chúng ta chờ xem trò vui đi. Mời vào, mời bác vào trong. Nhà đẹp đó, đồ đạc trong nhà cũng chất lượng quá. Quan thượng gia đâu? Bọn họ là ai vậy? Là bác trai à, con xin được giới thiệu. Đây là ông anh bà con xa, mới tới hôm qua. Tên là Hùng Hùng, còn anh ấy là Hùng Duy Ni. Còn bên kia là con gái anh ấy tên là Hùng Ung Hinh. Bác trai à, xin chào. Chào ông, chào cô. Chào mừng hai người tới nhà của tụi con. Quang Ninh, nhà tụi con sao? Rốt cuộc là nhà của anh hay nhà của bọn họ? Thì họ ở dưới quê mới lên, chưa từng trải sự đời. Hai người đừng trách họ, không biết ăn nói, đừng trách họ nha. Hèn gì quần áo họ mặc lại quê mùa tới vậy. Cũng không quê mùa lắm. Vậy chúng ta đi xem nhà đi. Ra ngoài xem tham quan một chút được không? Được. Con dẫn hai người tham quan một chút nha. Tôi không có ý kiến. Giọng điệu của anh ta sao giống anh ta mới là chủ nhà vậy? Tại hồi nhỏ không được ăn học đàng hoàng, làm gì có bằng cấp. Bác đừng yêu cầu cao như vậy chứ. Bác à. Được rồi, chúng ta đi xem đi. Xin mời. Chúng ta đi xem đi. Đây là phòng đọc sách. Bác trai à, đây là phòng con thường hay ngồi đọc sách đó. Wow, nhiều sách vậy hả? Nghe con gái tôi nói hình như cậu là nghệ sĩ mà, sao toàn sách kinh tế vậy? Bác trai à, tại bác không biết thôi. Bình thường ngoại trừ có cảm hứng với nghệ thuật, con còn hứng thú với tài chính nữa. Thỉnh thoảng có còn góp vốn đầu tư, quản lý tài sản gì đó nữa. Ý nghĩ rất hay đó. Nghệ thuật thì làm được trò trống gì chứ. Ê, Vô Dụng, còn có cả sách giáo dục con cái nữa vậy. Đáng ghét. Giờ xem sách này có phải hơi sớm không? Không sớm đâu. Anh thấy giáo dục con cái phải nên chuẩn bị từ sớm, tới lúc đó mới được bác trai tin tưởng giao phó. Phải vậy không bác trai? Ê, phòng của chủ nhà đây sao? Đồ phụ nữ sao lại có ở đây vậy? Đó là đồ của vợ tôi. Không phải là phòng của chủ nhà sao? Đồ của vợ anh sao lại ở đây hả? Thì là như vậy. Anh của con tới chơi một thời gian, con là chủ nhà vì muốn thể hiện tình nghĩa, cho nên để phòng của con cho vợ chồng anh họ con ở đó bác trai ạ. Vô Dụng, cậu đúng là hiếu khách quá đó. Anh họ cậu ở lại mấy ngày vậy hả? Anh định ở mấy ngày vậy? Khoảng 2-3 tuần gì đó. 2-3 tuần gì đó à? Khi đó anh ấy sẽ về. Con nói hai người nghe nha, con với anh họ của con tình cảm từ nhỏ đã rất tốt, tới giờ vẫn còn nè. Được rồi, chúng ta qua phòng khách xem đi. Đúng là chưa thấy bao giờ nha. Ở nhà người khác mà còn đem theo hình cưới lớn tới vậy. Là con chụp đó. Con nói bác nghe, con làm vậy vì muốn vợ chồng anh họ cảm thấy như đang ở nhà mình thôi. Nên hai hôm trước con tìm đứa bạn là nhiếp ảnh chụp cho đó. Thôi được rồi, đi thôi. Nào, đi thôi. Đây là phòng cháu trai lớn của con. Đây mà kêu là ở tạm sao? Một đứa nhóc độc chiếm một phòng lớn luôn. Anh họ con lúc ngủ say thường hay ngáy rất lớn, con sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của thằng bé nên cho nó ở một mình một phòng luôn đó bác à. Anh đúng là tốt bụng. Còn không phải sao? Được rồi, nào xem xong rồi, chúng ta đi xem phòng của con nha. Nào, đi lối này, vào trái.
Tưng tưng tưng. Đây là phòng chủ nhà sao? Sao thấy giống phòng cho khách thuê quá vậy? Đúng đó, vô dụng. Sao anh để người khác ngủ phòng chủ nhà, còn mình ở phòng khách vậy? Chuyện là gì? Anh họ của con đối với con cực kỳ tốt, chỉ là cuộc sống lại rất túng thiếu. Để phòng chủ nhà cho anh ấy ở là muốn anh ấy được hưởng thụ đó. Thân làm em họ, con chỉ giúp anh ấy được vậy thôi. Thôi vậy đi, để tôi nói chuyện với anh họ cậu. Anh Hùng à? Dạ. Anh là người ở đâu vậy? Người Hồ Nam. Nghe Tiểu Vi nói Vô Dũng là người Đông Bắc, sao anh là người Hồ Nam vậy? À, là vậy. Mẹ con là người Hồ Nam. Người nhà con sống ở Hồ Nam rất nhiều, nên cách nói chuyện của con cũng rất giống người Hồ Nam đó bác à. Tôi nghe Vô Dũng nói anh là người dưới quê, không biết anh Hùng đây nghề nghiệp dưới quê là gì ha? Ba con với mẹ con ở dưới quê cày cuốc, không có nghề nghiệp. Con với ba con lần đầu lên thành phố. Thành phố hiện đại thiệt đó, có rất nhiều trò vui. Con còn không muốn về quê nữa là... Phải. Anh ơi, anh ấy nói là ở dưới quê, sao mỹ phẩm giờ anh ấy xài toàn hàng hiệu vậy? Là anh mua đó. Sao anh lại mua cho chị ấy nhiều đồ như vậy chứ? Là như vậy nè. Vô Dụng cho tôi tiền xài, cho nên tôi mới mua đồ cho vợ thôi. Đúng. Thật ra tôi thấy thằng bé nói rất đúng đó. Mấy người là cha mẹ nó phải biết nghĩ cho con cái chứ. Anh không thể cứ không lo không suy nghĩ gì cả đời được. Trồng trọt có lợi lộc gì, anh cứ như Vô Dụng, cậu ấy nói mình là nghệ sĩ. Cái nghề này hồi đó người ta kêu là làm siếc thôi, có thân phận gì chứ, có địa vị gì chứ. Nhưng cũng may cậu ấy còn có chút hứng thú đầu tư tài chính. Hơn nữa còn có thêm căn nhà, tôi mới yên tâm được một chút. Nếu không thì đừng nói gả Tiểu Vi cho cậu ấy, làm bạn với cậu ấy tôi cũng thấy phí thời gian. Vậy ý của bác muốn nói là nếu như cậu ấy không có căn nhà này, bác sẽ không cho Tiểu Vi qua lại với cậu ấy à? Đương nhiên rồi. Vậy giả sử như sau này Vưu Dụng thành một nghệ sĩ có tiếng ha, tai to mặt lớn, có tương lai, bác cũng không cho Tiểu Vi kết hôn với cậu ấy luôn à? Nếu như thành công rồi á, thì còn ngăn gì nữa. Khi đạt được tới đó, có nghĩa là có thể kiếm tiền dễ dàng. Nhưng mà đợi tới khi cậu ta có sự nghiệp thành công, thì xương cốt con gái tôi chắc cũng mục nát rồi. Chưa chắc đâu, bác đánh giá thấp tuổi thọ của Tiểu Vi quá rồi. Tôi đánh giá thấp năng lực của Vô Dụng thôi. Mấy năm nay á, những kẻ để đầu tóc dài đều nói họ là nghệ sĩ. Chừng nào cậu ta mới thành công đây? Chỉ có đầu tư tài chính mới có lối thoát thôi. Càng gần với tư bản, càng dễ dàng thành công. Anh Hùng à, anh cũng có con gái. Tôi chắc chắn sau này con gái anh lớn lên, anh cũng không muốn gả cho người không biết tiếng thủ chứ. Lúc trước tôi cũng nghĩ giống như bác vậy, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy cái ý nghĩ này quá sai lệch. Vô cùng sai lệch. Anh nói. Bớt nói chút đi. Sau này con gái tôi lớn, tôi thà gả cho người có tấm lòng lương thiện đơn thuần như Vưu Dụng đây, chứ không để nó gả cho người hư vinh hám lợi mù hai mắt giống như bác vậy. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Anh còn chưa học hết tiểu học, nói bậy gì vậy? Ra ngoài quên uống thuốc hả? Sao không trị bệnh tiếp đi? Ông ơi cô ơi, hai người đừng chấp nhất với ba của con. Phải, đừng chấp nhất với anh ấy. Suy nghĩ của ba, người bình thường không hiểu được đâu. Tại vì ba con luôn luôn nói đúng. Ông không chấp nhất so đo với ba con. Tiểu Vi, cái gì nên xem cũng xem rồi, đi thôi mau lên, mình về thôi. Sao vậy bác? Bác ở lại ăn tối rồi hãy về. Người nhà cậu không quan nghênh, chúng tôi ở lại làm gì chứ, đi về thôi. Vậy để con tiễn hai người nha. Được rồi. Dạ xin mời, đi lối này. Tiền nhà gấp đôi đó. Em về rồi đây. Em biết cô ấy. Sao cô ấy ở đây vậy? Vô Dụng, chuyện này là sao hả? Vô Dụng, chẳng phải anh nói cô ấy là đồng nghiệp? Sao cô ấy lại ở đây vậy hả? Hai người có quan hệ gì đấy? Vô Dụng, nếu anh không giải thích rõ với em, chúng ta sẽ chia tay ngay lập tức. Bảo mẫu. Đây là bảo mẫu của nhà chúng tôi. Bảo mẫu? Phải, chính là bảo mẫu. Cô ấy với anh bảo vệ khu phố này quen nhau,
mới thất tình nó uống say rồi thành ra như vậy đó. Tính sao đây anh, đưa quấy lên lầu đi. Vô Dụng, rót nước cho tôi uống nhanh lên. Vô Dụng, quan hệ của hai người là gì vậy? Anh mau nói đi. Khi nãy anh họ anh nói rồi mà, là bảo mẫu, cô ấy là bảo mẫu mà. Em không tin đâu, anh xem bộ dạng cô ấy giống bảo mẫu chỗ nào chứ. Vô Dụng, cậu thuê bảo mẫu trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, rõ ràng muốn khiến con gái tôi không yên tâm. Chuyện mà này, Tiểu Vi à, thưa bác, nếu hai người không thích bảo mẫu này, ngày mai con cho cô ấy nghỉ việc. Trời. Trời. Trong nhà làm gì nhiều người quá vậy? Bọn họ là ai? Ủa, gì vậy? Vô Dụng ơi, chú ý thân phận cô chút đi. Anh cùng tôi uống một ly đi, tôi mời. Tại có ý thất tình nên mới thành ra như vậy đó. Anh à, anh à. Thất tình hả? Ai thất tình? Tôi mà thất tình sao? Tôi biết thất tình nha. Vô Dụng, tôi nói anh biết, Đào Ngân Tử tôi trước giờ trong mắt của tôi chưa từng có hình bóng của anh. Sao cô ấy lại chỉ tay vào anh mà nói hả? Chẳng phải do uống say rồi sao? Thế trời, hơn nữa giờ còn là bảo mẫu, con người như vậy quá kém cỏi. Trước giờ không hề coi ông chủ ra cái gì hết. Đúng là không coi ra gì mà. Lúc đó còn đánh tôi nữa. Bảo mẫu? Em là bảo mẫu hả anh rể? Anh rể sao? Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Nghe tôi giải thích đi. Cô gái này tên là Ngân Tử, thật ra là em vợ của tôi. Vô Dụng có tấm lòng lương thiện, thấy cô ấy không có việc làm, không nơi nương tựa, mới kêu cô ấy tới chỗ này cho cô ấy làm bảo mẫu. Đều là bà con hết, không giúp thì không được. Trời ơi. Em uống bao nhiêu vậy? Cô là Tiểu Vi chứ gì? Tiểu Vi, lại đây. Tôi nói cho cô biết một bí mật. Cho cô biết nha, đừng uống say rồi làm bậy nha. Mắc ói rồi. Cô ráng kiềm chế chút. Đợi đi đã. Ai cũng nói rượu giờ lời ra, tôi muốn nghe cô ấy nói. Bí mật là gì hả? Bí mật đó chính là tôi cực kỳ thích. Bảo vệ của khu phố. Nhanh, dưới đi. Dạ con tới đây. Phụ ba đỡ gì lên coi. Tôi còn chưa nói xong. Thôi đi cô, chạy cổ đi. Chạy cổ đi. Chạy cổ đi. Tháng sau tôi trừ lương cô. Bác trai à, Tiểu Vi à, biết nói sao với hai người đây. Thật ra bí mật này con có thể giải thích, nhưng con nói hai người nghe, hai người đừng bao giờ tin lời người khác nói. Thật ra anh họ của con với em vợ của anh ấy chính là cô gái lúc nãy. Hai người họ có gian tình. Ở dưới quê anh ấy, ai phạm phải tội này sẽ bị bắt vô lồng heo rồi thả xuống nước. Hai người họ không còn cách nào khác mới chạy trốn tới nhà con. Con đành đồng ý cho họ ở lại. Dưới quê họ có quy tắc gọi là việc xấu không thể truyền ra ngoài, nên mới không dám nói cho hai người. Bây giờ con nói cho hai người rồi, hai người cũng hiểu cho con. Đừng nói cho ai khác biết hết nha. Trời ơi, anh họ anh không chỉ phẩm chất kém cỏi, ngay cả đạo đức cũng có vấn đề nữa. Hey, đúng là đàn ông xấu, cho nên chị dâu tôi mới tức giận bỏ đi. Bây giờ con không muốn chịu trách nhiệm với em vợ nữa, nên mới uống rượu khóc lóc khổ sở như vậy đó. Anh rể ơi, đầu em đau quá đi, tim của em cũng đau nữa. Tiểu Vi, con thật sự muốn ở cùng tên nhóc này hay sao? Bác yên tâm đi, sau này con chỉ đối xử tốt với mình Tiểu Vi, chỉ yêu mình em ấy thôi. Ba, con quyết định rồi, sau này chuyện của con ba đừng có lo nữa. Vô Dụng, hay là tối nay em ở lại đây nha. Ơ nè, tránh ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngân Tử à, có phải em kích động quá rồi không? Hả? Em có bị kích động hay sao? Em mua mấy thứ vô dụng này làm gì vậy? Vô dụng? Vô dụng bị làm sao? Ai nói vô dụng đâu. Anh nói là em mua mấy cái thứ vô dụng này làm cái gì? Sao trong đầu của em lúc nào cũng có cậu ấy hết vậy? Làm gì có chứ. Anh rể, đừng có nói giỡn với em nha. Hả? Hùng Hùng, trước giờ tôi đã coi thường anh, không ngờ anh hoàn thành nhanh như vậy. Nhưng cũng rất tiếc, chuyện này không phải mình anh làm, mà nhờ người khác giúp. Công ty thuê nhân viên là để làm việc cho công ty, không phải để làm việc cho mình anh, Hùng Hùng à. Cho nên tôi nên từ chức thì hơn. Đúng vậy, khoảng thời gian này là những ngày đáng nhớ nhất ở công ty chúng ta. Thật đáng tiếc, nó trôi qua nhanh quá. Công ty như vậy không chờ cũng được. Muốn đi thì không cho đi, nên ở thì không cho ở. Được, tôi đi. Ai nói để anh đi đâu? Chủ tịch Khương. Cậu coi thử cái này đi. Hùng Hùng, được rồi, lợi dụng cơ hội công ty ghi chép tài liệu, phát hiện ra mấy dự án trước đây không được công ty xem trọng. Vừa hay mấy dự án này hiện nay đang là điểm nóng. Tôi rất là vui vì anh đã nộp báo cáo vô cùng đúng lúc để tôi coi lại. Chuyện này rất là tốt đó. Chủ tịch Khương à. À, cậu im đi. Những lời lúc nãy hai người nói tôi đều nghe hết rồi. Hùng Hùng à, có phải anh cảm thấy công ty sắp xếp cho anh như vậy, trong lòng anh cảm thấy có chút bất bình không? Cũng gần giống như vậy. Mặt còn dày lắm, nhưng mà tôi rất thích. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ tới làm ở bộ phận dự án, vẫn là làm việc với Lý Hữu Vi. Hy vọng là hai người có thể hợp tác vui vẻ. Chúc mừng anh giám đốc Hùng. Nào, chúc mừng anh thăng chức. Chúc mừng ba công việc thăng chức. Chúc mừng anh thăng chức. Chúc mừng. Chúc mừng anh. Chúc mừng. Anana. Chúc mừng anh nữa. Cuối cùng cũng có được người đẹp rồi. Tôi nói cô nghe, chúng ta như vậy gọi là song hỷ lâm môn, có phải không? Phần tôi đã vượt qua thử thách của ba Tiểu Vi, anh thì vượt qua thử thách của sếp lớn. Nào, uống đi. Đây đây đây. Con nữa. Đây, con trai. Alo, Tiểu Vi hả? Ba ngày ba mặt em nói giỡn gì vậy? Không phải, em đừng giỡn với anh nữa được không? Nè, em làm sao vậy? Sao lại chia tay với anh chứ? Chẳng phải hai chúng ta đã nói cho dù trời lóng đất lỡ, chúng ta sẽ mãi nắm tay nhau, tay nắm tay không rời sao? Hai người họ là Phật ngàn tay lắm. Gì mà không còn tình cảm? Vậy em nói với anh như vậy sao chấp nhận được chứ? Lúc trước mấy tháng không gặp nhưng vẫn tình cảm, giờ tự nhiên em nói với anh không còn tình cảm. Em muốn anh... Anh không bỏ em, không phải anh bỏ em. Trong từ điển của anh không có từ bỏ. Vậy em ở đâu, anh đi tìm em cho. Alo. Alo. Hả? Cái gì vậy trời? Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Máy bận hay sao vậy? Không phải máy bận đâu, là cô ấy chặn số của cậu á. Tôi sẽ nhắn qua đi. Nhắn cũng vô dụng thôi. Sao rồi hả? Chặn số anh rồi. Anh coi coi, theo như cô ta nói. Cậu ứng dụng khác nữa. Trời đất, quỷ thần ơi, cái tên mập đen đó từ đâu ra vậy? Là ai vậy? Anh cũng không quen. Ai vậy? Là hắn. Chính là hắn. Cái hôm tôi tiễn Tiểu Vi về, trước cửa có gặp tên mập đáng ghét này. Chính là hắn.
Người anh em à, cậu quen cô ấy lâu rồi, vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Mới gặp hắn một lần, người ta đã muốn bên nhau cả đời. Có phải cậu bị bệnh rồi hay không vậy? Anh ấy không có bị bệnh, anh đừng có đoán mò nha. Vô dụng, mọi chuyện xảy ra đều không tránh khỏi, tình cảm đều do số mệnh sắp đặt. Ông trời đã để anh gặp được Tiểu Vi là muốn hai người chỉ đi đến bước này thôi. Anh kìm nén đau thương đi mà. Không chừng trời đã định chú thành dự của con đó. Con đừng có nói nhảm nữa có được không? Nếu như ý trời đã định vậy từ trước, tôi cũng không còn cách nào hết. Vô dụng ơi, cô đừng nói nữa, tôi đang rất buồn đó. Tôi muốn yên tĩnh. Đừng hỏi tôi yên tĩnh là ai nha. Anh nói cho em biết, có thể tìm người làm vợ, cũng có thể tìm người làm bạn gái, nhưng không thể tìm được người lấp chỗ trống, có biết chưa? Em tình nguyện lấp chỗ trống đó. Ba, lấp chỗ trống là gì? Con nít đừng có hỏi nhiều quá mà. Thì không biết con mới hỏi. Con biết được câu trả lời có làm được cái gì không? Sao lại không làm gì được? 10 năm nữa còn 18 tuổi rồi, có thể yêu đương được rồi mà. Con nói như vậy, không lẽ bây giờ con có mục tiêu rồi sao? Hả? Mục tiêu là ai vậy? Ai? Có phải người đó không? Ai? Ba đừng có đó mà. Đừng có hỏi con. Ba cảnh cáo con Duy Ni, con không được yêu đương, con có nghe chưa? Mình có chỗ nào không bà tới mập đôi chứ? Cuối cùng phải mặc bộ nào mới thể hiện được tâm trạng của mình lúc này đây? Cuộc tình đến rồi đi. La 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 la. Buồn làm chi, nhung nhớ làm gì? La 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 la. Sao mà đẹp quá đi, tối nay đi ăn mừng mới được. La 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 la. À, Vũ Dũng, tối nay chúng ta ra ngoài ăn mừng đi. Ăn mừng cái gì? Thì ý tôi là tôi mời anh ăn cơm, an ủi anh một chút đó mà. Tôi không đi. Ê nè, anh đi đâu vậy hả? Tôi tìm Tiểu Vi. Người ta sắp kết hôn rồi, anh còn tìm cô ta làm gì nữa? Tôi tìm để hỏi rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng tên mập đó chứ. Để tôi đi với anh. Chúng ta có tình cảm lâu như vậy mà kết thúc vậy sao? Anh làm sao chấp nhận được đi? Vô Dụng, xin lỗi anh. Em biết em quyết định đột ngột như vậy có thể khiến anh hận em, nhưng anh cũng biết tình cảm của con người khó có thể nắm bắt được mà. Em cũng không khống chế được bản thân. Ai biết có phải là do tình cảm hay không, không chừng là có lý do khác. Em với Bảo La đã trúng tiếng sét ái tình, không phải vì anh ấy có tiền, mà anh ấy khiến em ngày đêm thương nhớ. Anh ấy có thể khiến em hạnh phúc cả đời. Anh ta có thể khiến em hạnh phúc thì anh cũng làm được mà. Bảo La nhà em đó hả? Là nhà thiết kế ngọc trai nổi tiếng khắp thế giới, giành được giải thưởng nhiếp ảnh của triển lãm quốc tế Đài Đen Quyền Anh, là cầu thủ đánh gôn, huấn luyện nghiệp dư lặn biển, đã từng lên đỉnh Everest. Trên thế giới có 8 câu lạc bộ chèo thuyền kayak của riêng mình luôn. Còn có chứng nhận đầu bếp thâm niên cấp 1 nữa. Nhưng mà mấy cái đó chưa là gì hết. Hai người không biết đâu, anh ấy là thần tượng của em, anh em tốt của Sa Giật luôn đó. Chỉ cần nghĩ tới sau này bạn bè gặp mặt, em có thể cùng thần tượng ăn chung một bữa cơm, em đã thấy phấn khích lắm rồi. Phải rồi, cuối tuần sau bọn em sẽ cử hành hôn lễ. Nếu như lúc đó anh có thời gian, anh hãy nhớ tới chúc phúc nha. Tiểu Vi, em có biết anh yêu em nhiều lắm. Anh muốn đưa em bay lên trời cao. Nè nè, xuống đi, trước mặt nguy hiểm lắm.
À, mau đừng lên, xuống tôi, đi. Để tôi chết đây. Xuống đi bà, nguy hiểm quá à. Xuống đi. Anh không sao chứ? Tôi xin anh đừng có uống nữa mà. Tôi chưa say. Trời ơi, anh đừng có uống nữa. Tôi chưa say mà. Tôi biết là anh chưa say, nhưng mà tôi hết tiền rồi. Không có thì cướp, lấy tiền. Cô nhìn tôi có đẹp không? Anh đi với tôi. Đi đâu chứ? Đi về nhà. Tôi muốn Tiểu Vy. Tôi muốn Tiểu Vy. Nè, đi đâu vậy? Từ từ. Được rồi, được rồi, được rồi. Nôn ra đi. Nôn ra rồi sẽ thấy đỡ hơn. Đem tình yêu với Tiểu Vy, với hận thù, đem tất cả nôn ra hết đi. Uống miếng nước nha. Nè. Nè nè, tôi đỡ anh vậy. Nhìn đi, anh nhìn đi. Đi hết đi. Trôi hết luôn đi. Hôm nay đừng có ở lại nha, nghe thấy chưa? Tôi không muốn. Không muốn. Được rồi, được rồi, không nôn nữa, không nôn nữa. Tôi đỡ anh vậy nha. Dơ lắm đó, nắm lấy tay tôi. Nhanh lên, nè. Được rồi, được rồi, không sao hết. Không sao rồi. Đứng dậy, 1, 2, 3. Rồi, phía sau, từ từ ngồi. Nè, cẩn thận cái đầu. Được rồi, uống cũng uống rồi, nôn thì cũng nôn ra hết rồi. Những gì nên quên thì quên hết đi có được không? Nhà thiết kế Ngọc Trai, bậc thầy nhiếp ảnh, đai đen Quyền Anh, còn có số của Sa Vật. Tôi là nghệ sĩ có chỗ nào không bằng chứ? Tôi muốn có bạn gái, dựa vào đâu mà không có được chứ? Anh bị điên rồi hay sao hả? Anh còn muốn gọi điện cho cô ta nữa? Tôi muốn tìm lớp đào tạo đầu bếp. Cái gì? Đào tạo đầu bếp. Với đánh Quyền Anh nữa. Anh xem có phải là anh điên rồi hay không? Bây giờ anh đi đánh nhau với tên mập đen đúa đó. Đánh chết hắn ta. Được rồi, thôi mà. Ngoan ngoan, nghe lời đi. Được rồi mà, đừng có quậy nữa. Nè nè, được rồi, tôi hiểu. Hai người nhỏ tiếng một chút đi. Vũ Nam, xem qua đây vậy. Không phải anh muốn tôi đi gặp giám đốc Lưu với anh sao? Đúng vậy, nhưng chẳng phải em nói buổi trưa bận rồi sao? Đúng vậy, dù sao anh cũng muốn hợp tác. Anh đưa Hùng Hùng theo đi. Em còn chưa hiểu giám đốc Lưu sao? Anh là tổng giám đốc đi cùng với em còn không có tác dụng. Em kêu anh để nhân viên cấp thấp hơn tới chỗ họ, không phải rất nực cười sao? Anh phải hiểu rõ, không phải vì chức vụ anh ấy bị thay đổi thì năng lực anh ấy cũng đổi theo. Năng lực của Hùng Hùng anh với tôi đều rõ. Dự án này chỉ có thể thành công thì vị trí tổng giám đốc của anh mới có thể ngồi vững được. Tất nhiên là tôi chỉ muốn góp ý cho anh vậy thôi. Còn anh nếu thấy thù hằn với một người còn quan trọng hơn cả dự án này, vậy thì cứ cho qua. Ê, đi. Em nói với Hùng Hùng cho anh ta lái xe. Anh chỉ có thể để anh ta làm tài xế thôi. Vừa lòng rồi chứ? Thật ngại quá, giám đốc Lưu đang có cuộc họp với bộ phận kỹ thuật. Hai người đợi một chút. Được. Thôi, được rồi. Anh xem qua dự án này đi, rồi nói xem ý kiến của anh thế nào. Tôi đã xem qua rồi. Giám đốc Lưu này xuất thân là dân kỹ thuật, có trong tay bằng sáng chế, cho nên anh ấy đang tìm kiếm đối tác làm ăn. Người đó không cần cân nhắc phải bỏ bao nhiêu tiền. Ngoài việc anh ấy có nhiều quyền phát biểu ra, anh ấy còn xem trọng phương án hợp tác đối với triển vọng ngành kỹ thuật khai thác ra sao. Có lý đó. Anh xem hồi nào vậy? Thì hai ngày trước đó. Sau khi làm xong công việc tôi được giao, tôi đem những dự án công ty chúng ta sắp hợp tác lần lượt đọc qua hết. Đối với dự án lần này tôi cảm thấy... Anh thấy sao hả? Làm như bản thân tôi không có ý kiến vậy. Anh nghĩ anh là cộng sự của tôi sao? Bây giờ anh là cấp dưới của tôi, cấp dưới đó, hiểu chưa hả? Đi, mua cà phê đi. Chẳng phải cậu đang uống cà phê sao?
Tôi muốn uống cà phê đá kìa. Chẳng phải gần đây cậu... Gần đây gì chứ? Tại dạ dày cậu... Tại cái gì mà tại? Cậu hỏi tại sao nữa hả? Dạ dày không tốt mà. Thật tôi không tốt tôi cũng muốn uống. Đi đi. Thận cậu không tốt hồi nào chứ? Quá tốt rồi. Cái tên này còn không sợ mình nhổ nước bọt vào sao? Được rồi, như vậy là rất tốt. Nhất định chúng ta sẽ còn hợp tác. Tạm biệt cậu. Tạm biệt. Sao rồi? Ông ta đúng là lập dị, quá kỳ quặc. Tôi dựa theo những gì anh nói, đánh giá cao triển vọng sáng chế của ông ta. Sáng tiên tôi còn khen ngợi con người của ông ta. Ông ta thật không biết điều, xem bộ dạng của hắn kìa. Ai kêu cậu khen người ta chứ? Tôi kêu cậu khen kỹ thuật của người ta. Những người làm trong ngành kỹ thuật ghét nhất là người khác nịnh bợ mình. Anh nói ý kiến cho tôi làm gì? Tôi hỏi ý kiến anh rồi hả? Anh nên nhớ lại thân phận của mình. Anh là thuộc hạ cấp dưới, tôi là tổng giám đốc. Nhớ rồi, nhớ rồi. Những lời anh nói tôi đều biết. Mấu chốt là quan điểm của ông ta rốt cuộc là cái gì? Quay về nghiên cứu thêm đi. Hey.千锤百炼，墨水。